Bảy tám phẩm Bồ Tát Pháp Dũng. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Pháp Dũng nói với Đại Bồ Tát Thường Đà: Này thiện nam tử, pháp thân của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạc già phạm, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu. Vì sao, này thiện nam tử? Vì thật tánh các pháp đều bất động. Này thiện nam tử, chân như của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Chân như như thế tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, pháp giới của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Pháp giới như thế tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, pháp tánh của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Pháp tánh như thế tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh chẳng hư vọng, không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh chẳng hư vọng tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh chẳng đổi khác, không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh chẳng đổi khác tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh bình đẳng của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh bình đẳng của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh ly sanh của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh ly sanh của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh định của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh định của các pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh trụ của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh trụ của các pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, thật tế của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Thật tế của các pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, cảnh giới hư không của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Cảnh giới hư không của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi, chẳng thể phô bày. Cảnh giới bất tư nghỉ tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh vô sanh của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh vô sanh của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh vô diệt của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh vô diệt của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh như thật của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh như thật của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh viễn ly của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh viễn ly của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh tịch tịnh của pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh tịch tịnh của pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, cảnh giới thanh tịnh vô nhiễm không đến không đi, chẳng thể phô bày. Cảnh giới thanh tịnh vô nhiễm tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tánh không của các pháp không đến không đi, chẳng thể phô bày. Tánh không của các pháp tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm. Này thiện nam tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vân vân, cho đến Phật, bạc già phạm, chẳng phải các pháp, chẳng phải lìa các pháp. Này thiện nam tử, chân như của các pháp, chân như của Như Lai là một, chứ chẳng phải hai. Này thiện nam tử, chân như của các pháp, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chỉ có một tướng, đó là vô tướng. Này thiện nam tử, chân như của các pháp, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải bốn, vân vân, cho đến chẳng phải trăm ngàn, vân vân. Vì sao? Này thiện nam tử, vì chân như của pháp lìa số lượng, chẳng phải có tánh. Lại nữa thiện nam tử, thí như có người vào mùa nắng gắt, đi trong đồng vắng giữa ngày khát nước, thấy bóng nắng lay động, nghĩ thế này, ngay bây giờ nhất định ta sẽ có nước, nghĩ như vậy rồi đi thẳng tới bóng nắng, đã thấy lùi dần rất xa.
liền chạy đuổi theo lại càng thấy xa, bằng đủ mọi cách tìm nước chẳng có. Này thiện nam tử, theo ý ông thì sao? Nước trong bóng nắng ấy, từ trong núi hang suối ao nào đến, nay lại đi đâu? Có phải vào biển Đông, có phải vào biển Tây, biển Nam, Bắc chăng? Thường đề đáp, nước trong bóng nắng còn chẳng thể có, huống là có thể nói là có chỗ từ đó đến và có chỗ đến. Bồ Tát Pháp Dũng nói với Thường Đà, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, như người khác kia, ngu si vô trí, bị nóng bức bách, thấy bóng nắng lay động, trong chỗ không có nước, vọng sanh tưởng nước, nếu bảo Như Lai ứng chánh đẳng giác có đến có đi, cũng giống như thế, nên biết người ấy ngu si vô trí. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thể dựa vào sắc thân mà thấy. Như Lai tức là Pháp thân. Này thiện nam tử, Pháp thân Như Lai tức là chân như Pháp giới của các Pháp. Chân như Pháp giới đã chẳng thể nói có đến có đi, thì Pháp thân của Như Lai cũng giống như thế, không đến không đi. Lại nữa, thiện nam tử, thí như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của y hóa làm các loại tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh và ngựa dê vân vân trong khoảng giây lát rồi bỗng nhiên biến mất. Này thiện nam tử, theo ý ông thì sao? Các trò ảo thuật làm ra đó từ đâu đến, đi về đâu? Thường đề đáp, trò huyễn chẳng phải thật, như thế đâu có thể nói có chỗ đến đi. Bồ Tát Pháp Dũng nói với Bồ Tát Thường Đà, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu chấp trò huyễn có đến đi, thì nên biết người ấy ngu si vô trí, nếu cho là Như Lai ứng chánh đẳng giác có đến có đi cũng giống như thế, nên biết người ấy ngu si vô trí. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thể dựa vào sắc thân mà thấy, Như Lai tức là Pháp thân. Này thiện nam tử, Pháp thân của Như Lai tức là chân như Pháp giới của các Pháp. Chân như Pháp giới đã chẳng có thể nói có đến có đi, thì Pháp thân Như Lai cũng giống như thế, không đến không đi. Lại nữa thiện nam tử, giống như những hiện tượng có trong gương, các hiện tượng ấy tạm có rồi không? Này thiện nam tử, theo ý ông thì sao, hiện tượng trong gương ấy là từ đâu đến, đi đến đâu? Thường đề đáp, các hiện tượng ấy chẳng phải thật, như vậy sao có thể nói có đến có đi? Bồ Tát Pháp Dũng nói với Bồ Tát Thường Đà, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu chấp các hiện tượng có đến đi, thì nên biết người ấy ngu si vô trí, nếu cho là Như Lai ứng chánh đẳng giác có đến có đi cũng giống như thế, nên biết người ấy ngu si vô trí. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thể dựa vào sắc thân để thấy, Như Lai tức là Pháp thân. Này thiện nam tử, Pháp thân của Như Lai tức là chân như Pháp giới của các Pháp. Chân như Pháp giới đã chẳng có thể nói có đến có đi, thì Pháp thân của Như Lai cũng giống như thế, không đến không đi. Lại nữa thiện nam tử, như các tiếng vang phát ra trong hang núi, các tiếng vang như thế tạm có rồi không? Này thiện nam tử, theo ý ông thì sao? Tiếng vang trong hang ấy là từ đâu đến, đi đến đâu? Thường đề đáp, các tiếng vang chẳng phải thật, như vậy sao có thể nói đến đi? Bồ Tát Pháp Dũng nói với Thường đề, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói, nếu chấp các tiếng vang có đến có đi, thì nên biết người ấy ngu si vô trí, nếu cho là Như Lai ứng chánh đẳng giác có đến có đi cũng giống như thế, nên biết người ấy ngu si vô trí. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thể dựa vào sắc thân mà thấy được, Như Lai tức là Pháp thân. Này thiện nam tử, Pháp thân của Như Lai tức là chân như Pháp giới của các Pháp. Chân như Pháp giới đã chẳng thể nói có đến có đi, thì Pháp thân của Như Lai cũng giống như thế, không đến không đi. Hết quyển thứ 399.